Đội tuyển Anh sẽ thắng 1-0 hoặc bị Tây Ban Nha hủy diệt. Chuyên gia bóng đá Paul Merson cho biết, đội tuyển Anh sẽ giành chiến thắng trong trận chung kết Euro 2024 với cách biệt một bàn, hoặc bị thua đậm và hy vọng đội bóng của huấn luyện viên Gareth Southgate không gục ngã. Chia sẻ với Sky Sports, cây bút kỳ cựu Paul Merson nói về huấn luyện viên Gareth Southgate, ông ấy thật tuyệt vời. Southgate khiến tất cả chúng tôi phải tức giận nhưng ông ấy không mất bình tĩnh, không đưa ra bất kỳ lời nhận xét mỉa mai nào. Tôi hy vọng Southgate sẽ giành chiến thắng. Và nếu đúng như thế, ông ấy trở thành Sir Gareth Southgate. Chuyên gia bóng đá Paul Merson thừa nhận Tây Ban Nha có những trận đấu khó khăn hơn đội tuyển Anh và ở trận chung kết cuộc đời, một số cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm sẽ rất lo lắng. Vấn đề là thầy trò Southgate sẽ phải thể hiện mình tốt hơn nữa, chúng ta phải khởi đầu tốt. Sau một vài trận có 45 phút tệ hại trong giải đấu này khi đối đầu với những đội yếu hơn Tây Ban Nha. Nếu có thêm một phút nữa, đội tuyển Anh sẽ bị đánh bại. Nhưng nếu các học trò Southgate có màn trình diễn như trong hiệp 1 trước Serbia hoặc hiệp 1 trước Hà Lan thì tôi tin họ giành chiến thắng. Trận chung kết này, đội tuyển Anh sẽ thắng cách biệt một bàn hoặc bị tiêu diệt. Tuy nhiên, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong trận cuối cùng, đó là lý do mọi người yêu bóng đá. Thực chất đội tuyển Anh có đội hình tốt hơn và kinh nghiệm hơn, nhưng cuộc chơi không đơn giản như vậy. Chọn người phù hợp thường là một vấn đề nan giải đối với huấn luyện viên Southgate. Chẳng hạn, bộ ba trung vệ vệ đã làm việc rất tốt, nhưng liệu có hợp lý? Khi đối đầu với sức tấn công mạnh như Tây Ban Nha có hai ngôi sao trẻ Nico Williams và Lamine Yamal ở hai biên. Kai Walker kiềm chế Williams thì ổn nhưng McCoy có làm được điều đó với Yamal không? Nếu là Southgate, tôi sẽ chơi với sơ đồ 4 hậu vệ, đặt hai cầu thủ Walker và Kieran Trippier ở vị trí hậu vệ cánh. Tôi hy vọng đội tuyển Anh sẽ giành chiến thắng bằng cách ghi bàn vào phút cuối hay phạt đền, không sao. Và nếu chẳng may bị đánh bại, họ có thể giơ tay và nói rằng Tây Ban Nha là đội chơi tốt hơn. Nhưng cái chính giới hâm mộ không muốn thấy đội tuyển Anh chơi như đã từng trong 45 phút đầu ở một số trận đấu vì điều đó sẽ gây thất vọng. Không ai nhớ đội tuyển Pháp đã làm như thế nào ở vòng bảng năm 1998, nhưng tất cả đều nhớ họ đánh bại Brazil trong trận chung kết. Và đó là điều quan trọng nhất. Một chuyên gia bóng đá khác là cựu tuyển thủ Anh Gary Neville cho biết thầy trò Southgate sẽ gặp thách thức lớn từ Tây Ban Nha, đội được đánh giá gây ấn tượng nhất Euro. Đến nay nhờ màn trình diễn tốt. Thế nhưng cựu hậu vệ MU cho biết khả năng phục hồi của đội tuyển Anh trong những thời điểm khó khăn sẽ giúp họ chiếm lợi thế. Neville phân tích, đây là một trận đấu tuyệt vời. Trong 10 ngày qua, đội tuyển Anh gây thót tim với những bàn thắng vào phút cuối, như khi gần 80 giây nữa là hết trận đấu, Ollie Watkins vào sân và ghi bàn thắng quyết định. Nhưng tôi không thể trông cậy vào điều đó với tư cách là cầu thủ. Sẽ thực sự khó khăn cho đội tuyển Anh, dù trước giải đấu, không có nhiều người nói về Tây Ban Nha. Tôi nghĩ khi đó, chắc chắn Tây Ban Nha chỉ là ứng cử viên được yêu thích thứ 5 hoặc thứ 6 mà thôi. Và lúc nhập cuộc, Tây Ban Nha luôn có sự cân bằng hợp lý trong đội hình, cùng sự ổn định. Hai tiền vệ trung tâm Fabian Ruiz, Rodri thực sự tuyệt vời và nổi bật. Đội tuyển Anh sẽ phải nỗ lực hết sức để ngăn chặn sức mạnh từ hàng tiền vệ bởi mọi cuộc tấn công của Tây Ban Nha đều xuất phát từ hai ngôi sao này. Họ cũng có hai cầu thủ chạy cánh xuất sắc Yamal và Nico Williams. Tôi nghĩ, đội tuyển Anh trong giải đấu này đã tìm ra cách để vượt qua những chướng ngại trên con đường của mình. Thầy trò Southgate sẽ phải làm điều đó thêm một lần nữa, bất chấp Tây Ban Nha là đội bóng nổi bật nhất trong suốt giải đấu này.